1, 2, 3, phóng hỏa! Có mặt trong gala Thanh Thúy Aerobic, gửi tri ân đến cô giáo, đại diện học viên ưu tú team Thanh Thúy, lớp Ninh Giang, biểu diễn bài giật phố hoa lệ, thay lời cảm ơn gửi đến cô giáo Thanh Thúy. Vi Hoành chuẩn bị. Đã đến lúc ta phải dừng lại, đoạn đường chúng ta đi qua dài, còn những hành ca thanh xuân muôn đời con gái. Anh lặng lại sau những lo toan, anh lặng lặng sau những lời buồn, mà sau lòng nhau tan tan chờ đợi nhớ đó. Aerobic của chúng ta, những cô gái vàng trong tim của huấn luyện viên Thanh Thúy.